phụ huynh và các con. Các con ơi, cô cháu mình lại tạm xa nhau nữa rồi. Nhưng để việc học của các con không bị gián đoạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình một kỹ năng mà cô nghĩ rằng sẽ rất cần thiết cho cuộc sống của chúng mình đấy. Đó chính là kỹ năng nói lời cảm ơn, xin lỗi. Nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng chỗ sẽ giúp cho các con được mọi người yêu thương, được bạn bè yêu mến. Chính vì vậy, ngại gì mà chúng mình không nói lời cảm ơn, xin lỗi các con nhỉ? Và ngay bây giờ, cô mời các con cùng đón xem câu chuyện Cảm ơn, xin lỗi của gấu con, để xem gấu con đã cư xử như thế nào. Nay là chủ nhật, trời rất đẹp, nên gấu con xin phép mẹ được ra khỏi hang, đi chơi cùng các bạn và khám phá khu rừng. Gấu mẹ đồng ý, và trước khi đi, gấu mẹ giới thiệu cho gấu con biết cách nói xin lỗi và cảm ơn để sử dụng khi cần. Này con, nếu có ai chia sẻ, hỏi thăm và giúp đỡ, con nhớ luôn luôn tươi cười và nói lời cảm ơn. Còn khi mình làm sai điều gì và khi mình mắc lỗi, thì con hãy xin lỗi chân thành và dũng cảm nhận sai. Gấu con vui vẻ vâng lời, dạ con nhớ rồi. Thế nhưng khi ra khỏi hang, khu rừng đẹp quá, tiếng chim hót hay quá và mùi hoa thơm quá, khiến cho gấu con vui sướng quên hết cả bài học mẹ vừa dạy, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Bỗng ụt một cái, gấu đâm sâm vào bạn sóc, khiến cả hai ngã lăn kênh. Giỏ nấm mà sóc đang cầm trên tay bị rơi vãi tung tóe. Gấu con vội vàng bò dậy, giúp sóc nhặt nấm và lễ phép nói: "Tớ cảm ơn bạn sóc ạ, cảm ơn bạn sóc ạ." Sóc nhìn gấu hết sức ngạc nhiên. "Ơ, gấu nói gì lạ thế? Sao lại cảm ơn tớ?" "Ồ, không, mỗi khi làm sai điều gì thì phải nói lời xin lỗi chứ." Đang vội nên sóc xách giỏ nấm chạy đi luôn. Gấu con ngơ ngác đi tiếp. Trên đường gấu mải mê nhìn theo đôi bạn ong và bướm đang tung tăng bay lượn. Thế là trượt chân ngã tóm xuống hồ nước. "Ôi ôi, ai cứu tôi với, cứu tôi với." May quá có bác voi đang uống nước bên bờ hồ. Nghe tiếng gấu con kêu cứu, bác thò ngay chiếc voi dài xuống, nhấc bổng gấu lên và nhẹ nhàng đặt chú ta xuống bãi cỏ. Gấu con mừng rỡ, rối rít nói: "Cháu xin lỗi bác voi nhiều lắm, cháu xin lỗi bác voi." Bác voi ngạc nhiên bật cười: "Ồ, nói sai rồi cậu bé ơi, sao lại xin lỗi khi được giúp đỡ?" "Ơ?" Gấu con đi về nhà, lòng đầy thắc mắc, cậu kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ gấu bèn nhẹ nhàng giải thích: "À, vậy là con đã nói sai hai câu cảm ơn và xin lỗi rồi. Mình phải nói đúng lúc, đúng tình huống thì câu nói mới có ý nghĩa nhé." Các con ơi, cô và các con vừa được xem câu chuyện bài học đầu tiên của gấu con đấy. Vậy các con có biết trước khi đi chơi, gấu mẹ dạy gấu con điều gì không? À, gấu mẹ đã dạy gấu con rằng nếu con làm gì sai, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải biết cảm ơn. Khi gấu con đụng vào bạn sóc, làm đổ giỏ nấm của bạn sóc, gấu con đã nói gì với các con? Gấu con đã nói cảm ơn với bạn sóc đấy các con. Còn khi gấu con bị ngã xuống hồ nước và được bác voi cứu, gấu con đã nói gì? Gấu con đã nói xin lỗi với bác voi. Các con ơi, thế theo các con, khi đụng trúng bạn sóc, gấu con phải nói gì mới đúng nhỉ? À, khi gấu con đụng phải bạn sóc, gấu con phải nói xin lỗi với bạn sóc mới đúng đó các con.
Khi được bắt voi cứu, gấu con cần phải nói gì cho phù hợp? Khi được bắt voi cứu, gấu con cần phải nói cảm ơn đấy các con. Khi các con được người khác quan tâm, giúp đỡ hoặc cho quà, các con phải nói lời cảm ơn. Khi nói lời cảm ơn, con phải nhìn vào người đó. Với người lớn, các con nhớ khoanh tay, cúi đầu và xưng hô lễ phép. Với các bạn, con có thể nắm tay bạn. Như vậy thì người được cảm ơn sẽ cảm thấy rất vui đấy các con. Còn khi các con mắc lỗi, các con phải biết tự giác nhận lỗi, mạnh dạn nói lời xin lỗi, không nên đổ lỗi cho người khác và cố gắng không mắc lỗi các con nhé. Khi nói lời xin lỗi ai, con phải nhìn thẳng vào người đó. Với người lớn, con cũng phải khoanh tay, cúi đầu và xưng hô lễ phép. Còn với các bạn, con có thể nắm tay các bạn. Có như vậy thì người đó mới sẵn sàng tha lỗi cho các con. Còn bây giờ, cô mời các con cùng chơi một trò chơi với cô để thử xem các con có nhớ những gì mà cô đã dạy cho các con không nhé. Trò chơi có tên là Bé Thông Minh. Cách chơi là như thế này. Cô sẽ đưa ra yêu cầu. Nhiệm vụ của các con là hãy tìm hình ảnh phù hợp với yêu cầu của cô. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu thôi. Theo các con, tình huống nào sau đây cần nói lời cảm ơn? A. Được bạn giúp đỡ. B. Được mẹ chuẩn bị đồ ăn. C. Lỡ làm vỡ bình hoa. Và D. Được mẹ tặng quà. Các con ơi, các con đã suy nghĩ ra chưa? À, tình huống A, được bạn giúp đỡ. Tình huống B, được mẹ chuẩn bị đồ ăn. Và tình huống D, được mẹ tặng quà. Đó là các tình huống cần nói lời cảm ơn đó các con. Theo các con, tình huống nào sau đây cần nói lời xin lỗi? A, làm hư đồ chơi của bạn. B, được bố tặng quà. C, lỡ làm bạn ngã. Và D, làm vỡ bình hoa. Các con ơi, các con đã suy nghĩ ra chưa? À, tình huống A, làm hư đồ chơi của bạn. Tình huống C, lỡ làm bạn ngã. Và tình huống D, làm vỡ bình hoa, là các tình huống cần nói lời xin lỗi đó các con. Các con ơi, video của cô đến đây là hết rồi. Cô hy vọng rằng trong thời gian các con nghỉ học ở nhà, chúng mình biết nghe lời ông bà, cha mẹ và biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp để trở thành những em bé ngoan các con nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.